Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2024, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Tham gia sự kiện này, công ty cổ phần các sản phẩm thiên nhiên Titati đã giới thiệu sản phẩm gạc răng miệng lợi khuẩn Probiotic Naturpro, vệ sinh khoang miệng hàng ngày cho trẻ em, giúp làm sạch, loại bỏ cặn sữa, thức ăn, màng bám và giúp phòng ngừa các vấn đề về răng miệng. Đây là sản phẩm thế hệ mới ứng dụng lợi khuẩn giúp làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm tốt hơn, dạng dùng tiện lợi và an toàn, dễ sử dụng, nổi bật hơn so với gạc thông thường. Đến bây giờ thì các cái nghiên cứu đã chỉ cho thấy rằng là hệ vi sinh vật là đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sức khỏe tự nhiên của con người. Sự hiện diện của nhãn hàng Titati và gạc Probiotic Naturpro tại lễ kỷ niệm là lời khẳng định cho chất lượng, hiệu quả sản phẩm từ thiên nhiên đối với trẻ em.